vpgame.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình nha. Thì lời đầu tiên mình xin chúc toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ. Clip này thì mình làm về vị tướng đó là Quý Lén, một vị thần rừng được trở lại ở mùa 10 này. Một sự trở lại cũng là khá mạnh mẽ khi mà nó được tăng sức mạnh ấy. Thì sự trở lại của Quý Lén là nỗi khiếp sợ cho những vị tướng, đó là xà thủ cũng như là pháp sư tém bàn. Thì liệu trận đấu này có con đó là phát huy sức mạnh của vị tướng Quý Lén hay không thì anh em theo dõi clip này của mình nhá. Thì đầu game thì mình phải kéo con bùa xa ra một xíu, mình sợ đó là Mina tém bàn sáng cướp ấy, sáng phá bùa chứ không phải là cướp. Nhưng mà rất may đó là Mina tém bàn thì đánh cũng khá là an toàn. Thì với chất tướng của Quý Lén, nếu mà anh em đường rông ở phía cánh tay phải của anh em thì anh em ăn khu vực bùa xanh trước để gánh đường rồng nhá. Còn đường rồng ở phía cánh tay trái của anh em thì anh em đó là ăn cho mình khu vực bùa đỏ để gánh cái đường rồng. Thực chất thì gánh đường nào cũng tốt, nhưng mà gánh đường rồng thì thường là lấy lợi thế hơn, thường là tập trung gánh đường rồng rất chỉ là nhiều. Đặc biệt là Quý Lén thì không cần năng lượng nữa anh em ạ, nên là việc gánh đường nào thì cũng hợp lý cả, cùng rất chi rất tốt. Nhưng mà Quý Lén thì mình vẫn ưu tiên các bạn đó là gánh cái đường rồng. Thứ nhất đó là tập trung rất chi là đông người, thứ hai đó là có thể ăn rồng lấy lợi thế cho tém. Bây giờ liệu mình có chơi được hay không khi mà tém mình thì đã mất hai mạng rồi, và bù rạt tém bàn thì đang ở đó là khu vực đường bịt nhá, chuẩn bị ra hàng rồng đấy rồi. Và bây giờ mình dình dập đấy xem là có ai hay không. Nhưng mà Mina tém bàn rất tỉnh và đẹp gái anh em ạ. Rồi liệu có ăn được mạng của Mina hay không? Và cố ăn mạng của Mina này. Ok, Murat thì đào anh chạm rồi. Mình né cái áo anh chạm của Murat. Và bây giờ né được áo anh chạm của Murat rồi thì chắc chắn sẽ hạ gục được Murat. Tiếp theo là vị tướng Tú Lén. Nhưng mà mình sẽ ăn con rồng trước nhá. Ăn con rồng trước để cho tém mình lên level 4 đã. Rồi khi đó thì hạ gục tém nó sau cũng chưa muộn. Bởi vì phá đó thì Sơn Lim đang có tâm đánh của con rồng, nên là thôi thì mình ăn rồng trước. Chứ mà hạ gục được một mạng thì cũng không ăn thua bằng so với con rồng nhá. Con rồng vừa đưa lại tiền cũng như đó là kinh nghiệm cho tém luôn. Rồi pha này thì Tú Lén tém bàn lên bảng điểm số là cải chắc rồi. Làm sao mà chạy được khi mà chỉ có một lần lối đồng thôi. Thì với chất tướng Quý Lén thì anh em làm sao mà đánh phía sau lưng nhá đối phương cũng như đó là quái rừng, thì khi đó anh em sẽ có 100% chỉ mạng ấy. Và này mình sẽ lên hỗ trợ tém. Thôi xong rồi, bị lộ tầm nhìn rồi. Khi mà thu tém bàn thì đã ăn được con giới, nên là mình bị lộ tầm nhìn rồi. Mà bị lộ tầm nhìn thì thôi anh em ạ, lại phạm con giới này. Anh em lúc nãy thì thu ăn được con chim nhá. Khi ăn được con chim thì mình bị lộ tầm nhìn mà. Con chim đó thì soi được map ấy. Tú Lén tém bàn thì rất chí là hổ báo kìa. Hổ báo xíu nữa mình làm thịt đi lớn kìa. Ôi, Tú Lén tém bàn kính vậy. Dùng lối điểu luôn kìa. Nhưng mà lối điểu lúc đó thì làm sao mà có sát thương kèm theo giai đoạn đầu game. Thì làm sao mà có sát thương được. Một phá rất chí là hổ báo đến từ vị tướng Tú Lén tém bàn. Thì xíu nữa nếu mà đánh hổ báo vậy thì mình sẽ làm thịt đi luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ phám, chủ trọng phám một xíu đã. Bởi vì Quý Lén cũng cần, rất chỉ là cần phám nha. Khi mà Quý Lén đạt được một lượng đô nhất định rồi, chỉ cần một con bó nhẹ nhàng, đó là đối phương bốc hơi ngay lập tức như Sơn Lim hay là Tú Lén tém bàn ấy. Nên là việc đó là cần phám một xíu phá này thì chắc có lẽ tém mình sẽ gánh thành công rồi. Khi mà tém địch thì chỉ có 2 người và tém mình thì 4 người. Mục tiêu của mình trước mắt đó là vị tướng Sơn Lim bà đào dành cho mình rồi. Tiếp theo là chắc chắn vị tướng Mina thì cũng phải lên bảng điểm số luôn. Rồi Mura tém bàn nhé, mình bắt bóng Mura tém bàn này. Thôi xong rồi, pha này thì chắc có lẽ không được rồi. Khi mà mình thì thứ nhất đó là hit chiếu tăng hình rồi, thứ hai đó là mút rạt thì chém được hai phát rồi. Mình mà vào nửa nó chém thêm hai phát nữa còn nội tài thì ao anh chàm cũng khá là đau, nên là đánh an toàn một xíu nhá.
Tém mình thì không lấy trụ mà đang tập trung combat ở khu vực tập trung combat ở khu vực đua xanh. Pha này mà tém mình lấy trụ là ngon đấy đấy. Nhưng mà thôi, pha này thì cái trụ thì không thuộc về tém mình rồi. Với chất tướng quý lên thì anh em nên chú ý điều gì? Thứ nhất đó là anh em nên chú ý đó là việc vào gió tránh. Vào gió tránh quý lên không phải là màu chất tướng mở combat mà là màu chất tướng bắt những sát thương chủ lực kém bàn. Và điều thứ hai đó là như ở trận đấu này thì anh em cần né điều gì? Đó là né cái thôi miên chiêu cuối đến từ vị tướng Mina thì cực kỳ là khó chịu. Anh em chỉ cần vào thôi miên một xíu Slim nó bắn cho 3 phát là anh em cũng có thể là lên bàn điểm số rồi. Nên là điều đó rất chỉ là quan trọng. Ở đường của Vấn Cá thì bị thọt là khá nhiều khi mà vừa mất trụ vừa mất mạng. Và ở trận đấu này thì mình xác định đó là mục tiêu của mình đó là những vị tướng yếu máu như Sơ Lím, như đó là Murat, như đó là Tú Lén, chứ không phải là lao vào để bắt Á Thú cũng như là bắt vị tướng đó là Mina. Bởi vì những chất tướng đó cực kỳ là trâu, mình để bắt được rất chỉ là lâu, có khi mình chưa bắt được nó thì mình đã phải lên bảng điểm số rồi. Chỉ cần triệt tiêu những sát thương chủ lực của tem bàn thì coi như là tem bàn phí mà. Rồi pha này thì chắc chắn sẽ lên bảng điểm số rồi. Làm sao mà chạy nổi khi ôi thôi xong rồi gặp Mina thôi miễn nữa. Nhưng mà thôi pha này thì chơi luôn nhá. Chơi tất một màng dành cho mình rồi, tiếp theo là ai? Mục tiêu của mình tiếp theo là ai? Murat thì đang đứng bóng đấy này, rồi bắt Murat luôn này. Ok, một pha vật tổ vô tất khá là chuẩn xác đến từ vị tướng đó là ba đúng và Murat tém bàn đã phải lên bảng điểm số rồi. Nhưng mà tu lên tém bàn thì đang cố gắng đó là rượt theo mình. Vậy là quả là thành công rồi. Trận đấu này thì chắc chắn là mình sẽ xác định gánh tím rồi, chứ tém mình thì mình thấy cũng khá là hơi bị phịt đây đấy. Rồi một màn tiếp theo dành cho mình, tiếp theo là vị tướng Slim. Slim tém bàn cũng phải lên bảng điểm số mà thôi. Này thì Slim chạy đâu con xấu. Ôi thôi 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 xong rồi, gặp anh Á Thú này trâu bò thế này nữa đi. Khá là đáng tiếc khi mà bị màn chấm dứt sau khi ăn được 8 màn anh em ạ. Quá là đáng. Thầy lính này lên cáo thì chắc chắn tém địch cũng phải sẽ phải về đẹp. Và về đẹp đó là cơ hội cho tém binh tấn công lên. Về chất tưởng thì hai bên cũng khá là ngang nhau. Về giai đoạn cuối game cũng vậy. Rồi pha này thì mình sẽ bắt Slim này. Slim chạy đầu em. Chạy đầu em. Tiếp theo là vị tướng Tu Lén. Thì Tu Lén cũng không phải lên bảng điểm số à. Rồi tiếp theo đó là vị tướng. Rồi pha này tê tải làm trầm phạt này. Ok, có tipper cứu khá là nhẹ nhàng. Chỉ cần một quẹt nhẹ nhàng là Slim cùng như là Murat cùng như đó Tu Lén tém bàn thì phải lên bảng điểm số thôi. Thì anh em có thể thấy lợi ích đến từ việc đó là đẩy lính lên cáo. Khi mà có một người về rồi thì khi đó thì mình sẽ chạy ra và hỗ trợ tém. Và khi hỗ trợ được tém mà tém đi thiếu người thì chắc chắn tém mình sẽ combat thuận lợi hơn rất chi là nhiều.
Với ngọc cho vị tướng quý liền thì anh em lên cho mình như sáu, ngọc đỏ anh em lên cho mình đó là ngọc tỷ lệ chỉ mạng và sát thương chỉ mạng, ngọc tím anh em lên cho mình đó tốc đánh tốc chạy, còn ngọc xanh đương nhiên là ngọc cống vật lý và xuyên giáp rồi. Bây giờ thì lại ăn con rồng này lấy lợi thế cho đồng đội cũng như là cho mình. Hiện tại thì thế trận đang thuộc về team mình hoàn toàn, lượng màng thì team mình cũng đáng nhìn hơn team bạn. Khi mà lượng màng thì chủ yếu là mình hạ gục thôi. Bây giờ thì team bạn về giai đoạn cuối game thì sợ nhất đó là cái áo ánh chạm của Murat. Nếu mà áo ánh chạm của Murat mà trúng rất chỉ là nhiều người thì đó là một thảm họa dành cho team mình. Bây giờ thì mình đã lô sái rồi phải, khi mà Mina tem bàn thì có tầm nhìn rồi. Pha này mình sẽ chạy nhé, chạy về nhé, 36 kế chuôn là thường phải thôi, tem bàn tập trung rất chỉ là đống. Gặp ma thú thì mình sẽ bỏ qua nhé, và mục tiêu của mình đầu tiên đó là vị tướng Slim tem bàn. Một vị sát thương chủ lực, nhưng mà bây giờ Slim, ôi thôi xong rồi, pha này thì tù lên tem bàn rất chỉ là nhanh rồi, và đã chạy thoát. Nhưng mà liệu Slim tem bàn có chạy thoát hay không? Vẫn chạy thoát rồi anh em ạ, thôi thì Slim chạy thoát rồi thì về bắt hai người này nhá. Mina tem bàn này. Ok, gặp ngay ông Murat luôn. Murat pha này thì chưa đủ 3 điểm thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Tiếp theo đó là vị tướng Mina tem bàn cũng phải lên bảng điểm số luôn. Khi mà cái vật tổ vô tất của ba đúng thì đã giữ chấn được Mina tem bàn rồi. Bây giờ Triệu Vân và ba đúng tem binh thì đáng đẩy ở khu vực đường ta thân xế giá, nhưng mà hết lính rồi cũng như là tem địch thì đẹp rồi, nên là pha này thì chắc có lẽ không đẩy được trụ nữa rồi. Vẫn chưa có đường lính siêu cấp nào dành cho tem binh cả, và bây giờ mình sẽ về ăn con ta thân xế giá này để việc đó là đẩy lính sẽ dễ dàng hơn rất chi là nhiều nhá. Thì khi đánh con tà thân xế giá thì anh em cứ đứng sau lưng mà chém thôi, chém là cứ giá trị màng mà, nên là việc phám tà thân xế giá thì cũng khá là nhanh. Rồi phá này thì gặp Mina thì thôi mình bỏ qua nhá. Và quý len tem bàn này, liệu quý len tem bàn có chạy được hay không? Quý len, ôi thôi xong rồi. Thì phá này thì, ôi đen thế, dính ngay ăn ngay cái láo cơ khí của thằng Sơn Lím. Phá đầu quy lên tam bàn hay quá anh em ạ. Mình lượt đến chiêu 2 phạt chém 2 chém nó dung lối đồng lượt đi. Mình đuổi theo phạt thì dính ngay cái láo cơ khí đến từ vị thằng Sơn Lím. Cuối cùng thì mình phải lên bàn điểm số. Khá là đáng tiếc. Bây giờ Triệu Vân tem binh thì đang đầy lẻ, con tem binh thì đang đẹp cái trụ ở đường đó là đường giữa. Thì bây giờ á thu tem địch thì lại đẩy cái trụ ở đường tà thân này. Rồi phá này bắt á thu được hay không khi mà tem binh rất chỉ là đống. Á thu liều có chạy được hay không, nhưng mà càng chạy thì mình đánh đằng sau đi, chắc chắn sẽ ra chỉ mang, và ra chỉ mang thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Tiếp theo là vì tưởng tu lên tem bàn, tu lên tem bàn thì mình phải chơi rất chỉ là hay. Những lần lối đồng của tôi tu lên tem bàn thì rất chỉ là chuẩn xác, làm mình thì lỡ trởn luôn anh em ạ. Trận đấu thì cũng khá kéo dài rồi, bây giờ lượng đồ thì cũng khá là ổn rồi. Thì làm sao mà ở trận đấu này đó là kết thúc được trận đấu càng sớm càng tốt tới, chứ về giai đoạn cuối game về sáu thì tem bàn tỏ ra là chỉ là khó chịu. Mina nó mà thôi miễn phạt và cú áo anh chạm của Murat nó trúng đích thì tem mình coi như tan nát, và giai đoạn cuối game này chỉ cần sai lầm một xíu là coi như là tem mình sẽ thua cuộc luôn ấy. Thì bây giờ mình sẽ đẩy đường lính này lên cao và tập trung combat với tem nhá. Với thế tấn công thì tem mình sẽ không sợ Murat, còn với thế thủ thì thực sự rất chỉ là sợ. Nên là bây giờ tem mình sẽ đẩy lính lên cao và cống thôi anh em ạ.
Rồi pha này, ôi rồi chơi thịt thì chơi luôn này. Trâu nhưng mà đánh lâu cũng chết anh em ơi. Nhưng mà đánh lâu vẫn chưa chết khi mà thu tem bàn thì tỏ ra ra chỉ là trâu bò. Hiện tại thì tem mình đang đẩy ở đường tà thần thì mình sẽ rồi. Pha này mình bắt được ai rồi, pha này Murat chắc chắn lên bảng điểm số rồi. Làm sao mà chạy được, ôi thôi xong rồi giật bóng lại kia. Hay vậy, Murat hay vậy rồi. Pha này thì Murat lên bảng điểm số nha, mình sẽ đuổi nhá. Và có 3 đúng tem mình đó là cánh bóng rồi. Ok, pha này thì Murat lên bảng điểm số rồi. Và tiếp theo là ai, mục tiêu của mình là ai. Rồi nấp đấy, mục tiêu của mình là Salim. Rồi Salim lên bảng điểm số là cái chắc này. Rồi tiếp theo là ai nữa, tiếp theo đó là vị tướng Tu lên tem bàn thôi. Tu lên tem bàn một lần nữa là lối đồng rất chỉ là chuẩn xác. Nhưng mà lần này liệu có sống sót hay không, vẫn là sống sót đến từ vị tướng Tu lên kia. Và mình thì không biết có phải lên bảng điểm số hay không, nhưng mà mình còn để giáp hồ mình. Ok thì pha này chắc chắn trận đấu này sẽ win rồi. Và bây giờ mình vào luôn nha, chơi luôn này. Ok thì trận đấu chắc chắn sẽ kết thúc ở đấy, khi mà tem mình thì đang còn 4 người mà. Và tem bàn thì chỉ còn mỗi mí ná nữa thì cũng chả làm được gì luôn. Ở đường kia thì Triều vẫn đang đẩy. Thì trận đấu kết thúc ở đấy nhá. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, cũng như là một chia sẻ kênh nha. Ok, chào các bạn.